Theo báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung trong năm 2014 và cảm nhận về năm 2015 là khả quan. Theo đó có gần 50% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh. Cũng theo báo cáo, có đến 47,9% doanh nghiệp giữ nguyên quy mô và chỉ có hơn 3% giảm quy mô kinh doanh. Kết quả này cao hơn so với khảo sát năm 2013 khi chỉ có 42,5% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng quy mô, 50,7% giữ nguyên quy mô, 6,7% có thể giảm quy mô và 0,1% sẽ phải tạm dừng hoạt động trong năm 2014. Đáng chú ý, tình hình sản xuất kinh doanh chung của cộng đồng doanh nghiệp đã cải thiện hơn so với năm 2013, chủ yếu ở tổng doanh số, lượng đơn đặt hàng và năng suất lao động. Theo VCCI, các doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 sẽ tốt hơn năm 2014. Nguyên nhân là do tất cả yếu tố thành phần đều được dự cảm tốt hơn, bao gồm cả yếu tố lợi nhuận.